Xin chào mọi người, lại Lady Đà Lạt đây. Hôm nay Vũ lại review cho mọi người về tình hình thời tiết cũng như là khách du lịch đến với Đà Lạt nha. Mọi người cùng đi với mình nha. Hôm nay lại một từ nữa mọi người, đó là từ đông á. Đông quá chừng là đông luôn. Hôm trước em xin lỗi tất cả mấy anh chị nha. Em nói là ngày hôm nay và ngày mai thì có lẽ là không đông, nhưng mà vẫn đông mọi người ơi. Mọi người ngày hôm nay lại tập trung vào chợ đêm, rất là đông luôn. Nè mọi người coi cái cảnh này nè, thấy không, người lúc nha lúc nhúc luôn á. Lúc em đến á thì lúc đó tầm khoảng cỡ 8 giờ rồi đó mấy anh chị ơi, nhưng mà số lượng người cũng đổ về trung tâm đông ơi là đông. Lúc sau em đến quảng trường thì ngoài quảng trường cũng đông lắm á mấy anh chị. Dự là tình hình từ giờ tới ngày thứ hai thì mọi người mới về luôn á, chứ giờ còn thứ bảy chủ nhật mọi người cũng phải ráng ở lại chơi chút xíu nữa chứ, đúng không? Đó, khúc này là khúc chợ đêm nè mọi người, em đứng ở phía trước em quay vô á. Không, em đi từ trong chợ mà em đi ra tới ngoài, bình thường á là em đi tầm khoảng cỡ 5 phút là ra đúng không, hôm nay đi nửa tiếng mới ra tới nơi, sợ thiệt chứ. Mà sao mọi người cứ đi vô trong trung tâm chứ, vậy mấy xe lớn đừng vô nha. Đi vô trong đây là kẹt xe, mấy anh xe máy với xe nhỏ nhỏ thì vô được, còn mấy anh xe cây 45 chỗ đừng vô nha. Mấy anh chị ơi, đi Đà Lạt thì nhớ đặt phòng trước nha, với lại thuê xe trước nữa. Em dặn hoài á, lên đây không thôi không có phòng ngủ ngoài bờ hồ bây giờ. Lúc này là em đang đi qua quảng trường á, mà đông quá đi giữa đường ngồi nghỉ hai lượt luôn. Lúc này em quay là 10 giờ đêm rồi nè, 11 giờ đêm rồi á mấy anh chị, mà vẫn còn thấy đông không? Chào mấy anh chị nha, hẹn gặp lại vào clip ngày mai nha.